xe lưu máy xúc cần cẩu các bạn này. Đấy. Cậu xe lưu này người ta đang làm thủy điện ở bên này đấy. Các bạn thấy cái xe lưu kia không? Mình quay cho các bạn coi nhá. Saka. Lưu to thế. Cái bánh xích kia là cái bánh kia là để nó cày xuống đường luôn, nó cày để nó rung chấn xuống đường. Hiệu của nó là Saka. Ông nằm bất động đây rồi, không chịu làm việc nữa rồi. Ở kia đây có một cái cần cẩu của Hàn Quốc, cần cẩu màu vàng luôn. Đây cái khu xe máy, cái khu này là người ta làm thủy điện đấy mọi người nhá. Đó các bạn thấy không, hôm nay là như là chủ nhật là nó nghỉ hết rồi, người ta nghỉ hết rồi. Ông xe lưu này cũng nghỉ luôn này, không chịu làm việc nữa, đứng đây. Kia là chỗ cái bể đá ấy. Khá là nhiều xe lưu.